Tốc độ lây lan của đậu mùa khỉ ở Mỹ đang khiến cho giới chức và các chuyên gia y tế nước này không khỏi lo ngại. Thành phố New York, tâm điểm của đợt bùng phát dịch, đã chứng kiến sự gia tăng kỷ lục số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, rất đông người dân New York trong độ tuổi từ 20 đến 40 đã xếp hàng dài chờ đến lượt tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ vào cuối tuần qua. Ngày 17 tháng 7, tại thành phố New York, tâm điểm của đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ ở Mỹ, gia đồng người dân trong độ tuổi 20 đến 40 xếp hàng chờ đến lượt tiêm vaccine phòng bệnh này. Điểm tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ ở New York hiện đặt tại một trường trung học ở khu phố Bushwick thuộc quận Brooklyn, nơi từng là một điểm tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19. Tuy nhiên, New York đang khan hiếm vaccine phòng đậu mùa, không đáp ứng đủ nhu cầu. Lúc 18 giờ ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương, cổng thông tin điện tử chính quyền thành phố mở đăng ký 9.200 lượt tiêm vaccine, xong đã được đăng ký hết chỉ sau 7 phút. Ba ngày trước đó, lưu lượng truy cập lớn đã khiến trang web bị quá tải. Đến nay, New York đã tiêm hoặc lên lịch tiêm 21.500 mũi vaccine phòng đậu mùa khỉ. Thành phố 8 triệu dân hy vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và dự kiến thực hiện hơn 30.000 mũi tiêm. Tuy nhiên, do thiếu nguồn cung vaccine, điểm tiêm tại khu phố Bushwick dự kiến sẽ đóng cửa trong ngày 18 tháng 7. Giới chức y tế New York, ông Maswin Vazan cho biết, thành phố đang thiếu hàng chục nghìn liều vaccine phòng đậu mùa khỉ. Tính đến ngày 15 tháng 7, New York ghi nhận tổng cộng 461 ca mắc đậu mùa khỉ kể từ khi dịch bệnh này bùng phát ở Mỹ hồi tháng 5 vừa qua. Con số này tăng gấp đôi so với mức 223 ca ghi nhận đến ngày 11 tháng 7 trên toàn nước Mỹ, 1814 ca mắc đậu mùa khỉ đã được ghi nhận đến ngày 15 tháng 7. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, hiện Mỹ đang tăng cường năng lực xét nghiệm và nguồn cung vaccine để ứng phó đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế lo ngại, nước này đang đứng trước nguy cơ mất khả năng kiểm soát đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ do phản ứng chưa đủ nhanh.